môn bát nhã ba la mật không thể hàng phục tạng môn bát nhã ba la mật chiếu chúng sinh luân môn bát nhã ba la mật hải tạng môn bát nhã ba la mật phổ nhãn xả được môn bát nhã ba la mật vào vô tận tạng môn bát nhã ba la mật tất cả biển phương tiện môn bát nhã ba la mật vào tất cả biển thế gian, môn bát nhã ba la mật vô ngại biện tài, môn bát nhã ba la mật tùy thuận chúng sinh, môn bát nhã ba la mật vô ngại quang minh, môn bát nhã ba la mật thường quán duyên xưa mà răng bùa mây pháp, môn bát nhã ba la mật nói trăm vạn a tăng kỷ môn như vậy thấy tầng thứ bảy có các bồ tát đắc được nhẫn như vang dùng trí phương tiện phân biệt quán sát mà được xuất ly đều nghe thọ trì được chánh pháp của chư phật thấy tầng thứ tám có vô lượng bồ tát cùng tụ tập ở trong đó đều được thần thông không còn thối đọa hay dùng một âm khắp mười phương cõi thân của các ngài hiện khắp tất cả đạo tràng đều khắp cùng tận pháp giới vào khắp cảnh giới phật thấy khắp thân phật làm thượng thủ ở trong tất cả chúng hội của chư phật diễn nói pháp Thấy tầng thứ 9, các chúng Bồ Tát còn một đời nữa sẽ chứng quả vị Phật tập hội ở trong đó. Thấy tầng thứ 10, tất cả như lai đầy dẫy ở trong đó. Từ lúc ban đầu phát tâm, tu Bồ Tát hạnh, vượt qua sinh tử, thành tựu viên mãn đại nguyện, và sức thần thông, tịnh cõi nước Phật, đạo tràng chúng hội, chuyển bánh xe chánh pháp, điều phục chúng sinh, tất cả như vậy đều khiến thấy rõ. Bấy giờ thiện tài thấy những việc đó rồi, bạch với Đức Thánh rằng, do duyên gì mà được chúng hội thanh tịnh này, do trồng căn lành gì mà được quả báo như vậy? Trưởng giả bảo rằng, thiện nam tử ta nhớ quá khứ kiếp số, nhiều như hạt bụi cõi Phật có thế giới tên là viên mãn trang nghiêm, Đức Phật hiệu là vô biên quang minh pháp giới phổ trang nghiêm vương, như lai ứng tránh đẳng giác, mười hiệu viên mãn. Đức Phật đó đi vào thành ta bèn tấu âm nhạc và đốt một nén hương để cúng dường. Nhờ công đức đó hồi hướng đến ba nơi rằng, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả bần cùng khốn khổ, thường gặp chư Phật và thiện tri thức luôn nghe tránh pháp nên được quả báo này. Thiện nam tử ta chỉ biết môn giải thoát Bồ Tát vô lượng phước đức bảo tạng này, như các đại Bồ Tát đắc được công đức bảo tạng không nghĩ bàn, vào biển thân như lai không phân biệt, thọ mây pháp vô thượng không phân biệt, tu đạo công đức đầy đủ không phân biệt, khởi lưới hạnh phổ hiền không phân biệt, vào cảnh giới tam muội không phân biệt, đồng Bồ Tát căn lành không phân biệt trụ chỗ trụ của như lai không phân biệt chứng được ba đời bình đẳng không phân biệt trụ cảnh giới phổ nhãn không phân biệt trụ tất cả kiếp không nhà mỏi mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó thiện nam tử ở hướng nam này có một cõi nước tên là đằng căn trong nước đó có thành tên là phổ môn trong thành đó có vị trường giả tên là phổ nhãn Người hãy đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ vị trưởng giả bảo kế, đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi.